Kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay, nhà mình đặt tên cho con gái. Mình sẽ gửi đến quý anh chị và các bạn bài thơ Lục Bát. Đó là bài Thảo Quyên. Xin các anh chị chú ý lắng nghe. Hôm nay ba mẹ đặt tên cho con gái út đó nghen cả nhà. Các bên nội ngoại ông bà đồng tâm nhất trí em là Thảo Quyên. Chữ Quyên trong chữ Thuyền Quyên. Thảo là Thảo Mộc, Thảo Nguyên, Thảo Hiền. Thảo trồng trên ruộng Phước Điền. Chim Quyên sải cánh trên miền tươi xanh. Ở đâu nhân thiện quả lành. Từ trường thiện pháp bao quanh sáng ngời. Chúc con chinh phục đường đời. Mãi luôn hạnh phúc cõi trời chư thiên. Vĩnh Quảng. PS. Chư thiên là người thiện lành, thạc đức, sống đúng 10 điều lành Phật dạy, kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, chia sẻ, theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc các anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.